Chiều nay, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu có 4 đại đội, mỗi đại đội có 3 trung đội và 1 trung đội cơ giới vận tải, với gần 450 cán bộ chiến sĩ. Tiểu đoàn có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện sẵn sàng tham gia đấu tranh phòng chống khủng bố bạo loạn, gây rối biểu tình trái pháp luật, cứu nạn cứu hộ theo chương trình đã được huấn luyện, sử dụng thành thạo, làm chủ các loại vũ khí khí tài và các phương tiện đã được trang bị, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Ngay sau buổi lễ ra mắt, tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân trong tình hình mới.